Xin chào các bạn. Vào đây chơi mọi người ơi, vào đây chơi đây, lâu lắm rồi không có nói chuyện với mọi người. Ni Sở Vũ về Việt Nam bây giờ đi chơi không khéo bị lạc đấy, lạc lâu rồi. Ngày xưa mấy mà bây giờ về như con ngố ấy, chả biết cái gì. Cười lắm, về Việt Nam tại vì ở bên này ấy, tiêu tiền đồng, tiền 50 sen, 20 sen, 15 sen cho đến 100. Đó. Thế nó dễ tính. Về Việt Nam ấy, tiền nó to quá cho nên là mình lộn tùng bậy, chả hiểu gì cả. Đi mua nước cái 10.000 chai nước thì bây giờ đưa đưa bao nhiêu? Mua 2 chai. Xong rồi đưa 10.000. Cứ nghĩ là đủ. Xong rồi thằng bán nước thì cứ nhìn mình thì cứ nghĩ là phải trả lại cho mình. Mình cứ nhìn nó cứ nhìn mình, hai hai đứa nhìn nhau. Mình thì đợi nó trả tiền, nó thì đợi mình trả thêm 10.000 nữa. Nghĩ cứ buồn cười, về Việt Nam buồn cười lắm. Cho nên đi đâu cũng phải có người bên cạnh. Nhưng ngố ấy, buồn cười lắm. Đưa 10.000 một chai nước mà đưa 10.000, tại vì 10.000 nghĩ nó to quá, ở bên này á 100 là hết rồi phải không? Đấy, mình đưa 10.000 thì nó cứ nhìn mình cứ nhìn nó, mình thì cứ chờ nó bảo chị ơi 10.000 một chai. Đấy, chị này bắt đầu chúng nó xấu hết toàn tập rồi, chị bây giờ nói xấu nó thì ai cũng biết rồi, xấu toàn tập rồi. Những cái người sang đây rồi này kia các thứ rồi, chửi cộng sản rồi khoe bên này thế này thế nọ thế trai, chỉ được cái lúc đầu thôi, xong rồi từ từ làm phẹt mặt ta, làm không có thời gian để mà chửi nữa, để mà sống. Chứ không như cái bây giờ sang đây á, người ta những cái thành phần ở Việt Nam muốn qua đây là những, một là nghèo, hai là những người giàu. Người giàu người ta muốn qua đây để người ta tìm đường, người ta làm ăn, người ta buôn bán hay học hành hay là cái gì đó, xong người ta lại quay về Việt Nam. Đó là những cái người giàu. Còn những cái người nghèo ấy, tại mới này những cái người mà nghèo quá xong rồi muốn làm giàu nhanh á, đừng có nghĩ là qua đây là mình làm mấy triệu, bao nhiêu mấy chục triệu một tháng là mình thấy wow, sao bên này giàu thế, nhiều tiền thế. Nhưng mà tiêu tiền nó kinh lắm. Việt Nam phát triển từng ngày, tôi ở Hà Nội nhiều khi đi chơi còn bị lạc phố. Đúng rồi, về Việt Nam bây giờ phát triển nhiều rồi. Mình xem mấy cái chương trình của mấy cái người tí hon á, các bạn á, xem người ta sống, mình thấy sống còn hơn ở bên hải ngoại nữa nữa luôn. Đúng không? Cuộc sống của họ rất là hay, của mấy cái cậu bé tí hon á. Yếu si diệt là William. Cuộc sống người ta rất là hay, ở bên này cái gì trong gia đình có cái gì họ cũng có cái đó, cuộc sống rất là cao cấp, sống đâu khác gì ở bên này đâu. Cho nên những cái người giàu ở Việt Nam ấy, người ta giàu người ta luôn luôn có cái lối đi riêng của người ta, đừng có nghĩ là ở người giàu ở Việt Nam người ta chán cộng sản người ta đi sang nước ngoài người ta ở, không phải, người ta đi để người ta tương lai, rồi là người ta muốn giàu rồi người ta muốn giàu nữa đó. Người ta giàu rồi á, khi mà người ta có tiền á, người ta mua một cái nhà, người ta di dân sang sang bên này chẳng hạn, như thế ta có tiền người ta mua một cái nhà người ta ở, rồi người ta có đi làm đi chăng nữa người ta kiếm thêm, rồi người ta tiêu ở Việt Nam, người ta về Việt Nam người ta tiêu, hoặc người ta đầu tư ở bên này mua nhà rồi này kia, mua vẫn mua được nhà bên này nhưng mà thuế nó cao lắm, cao hơn người ở bên này. Có nghĩa là các bạn ở Việt Nam
Qua Úc này mà muốn mua nhà đầu tư hay là gì đấy, cái tiền thuế nó rất là cao. Đó. Nhưng mà người ở đây thì tiền thuế không cao bằng những người hải ngoại mua nhà. Rồi ít nữa rồi lại Trung Quốc lại dồn vào đây mua nhà thôi. Nhà bây giờ đang đang kiểu như là thị trường nhà cửa nó đang bị xuống. Giá nhà thì không xuống nhưng người mua nhà thì ít rồi. Những người người ta muốn 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 qua đây là những người, một là những người lao động nghèo, hai là những người người ta giàu, người ta có tiền. Xong rồi mấy cái đứa mà nghèo ấy, mấy cái đứa ở Việt Nam mà cực khổ thế, đi sang đây thấy ở bên này sung sướng, bắt đầu khen 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 khen, ui rồi bên này sướng lắm, tự do lắm, rồi thế này thế kia, rồi nọ nọ trai trai, rồi đi ra ngoài ui rồi công viên nó đẹp lắm, rồi đường xá nó sạch lắm. Xong rồi ít nữa một thời gian sau bắt đầu làm bợt mặt ra, trả tiền tiền công viên, rồi trả tiền nước, rồi trả tiền cái gì cỏ cái gì ấy. Những cái công viên nó làm lên ở gần nhà mình á, là cái khu nhà mình á, là toàn những người dân phải đóng thôi. Thế không, có một lần nó gửi giấy về, nó ở cái công viên này chúng ta làm ra còn nợ từng đây trả được từng đây không, rồi tiền rác tiền này tiền kia, tiền đổ rác rồi tiền thuê thùng rác rồi, con mẹ thì mình phải trả hết đấy. Cái người mua nhà phải trả, cái người chủ của căn nhà đó phải trả, còn cái người đi thuê nhà ấy, thì họ không phải trả cái tiền tiền thùng rác mới tiền thuế đất mới này kia các thứ, là đó không phải trả. Nhưng mà mấy cái người mua nhà phải trả, chủ nhà là phải trả. Việt Nam có phải trả thuế thuế đó không thì mình cũng không hiểu được, ở Việt Nam thì không biết, nhưng mà ở bên này tiền thuế đất đó là mấy ngàn một năm rồi nhá, tiền tiền cho cái gì, trả tiền tiền gọi là gì, tiền phường tiền xã cho cái khu này, cho cái phường này thành phố này mấy ngàn một năm cái tiền mấy đất rồi. Nhà cái nhà này là mình mua đứng tên mình, nhưng mà mình thuê cái đất này, đất là của chính phủ không phải của mình được quyền sở hữu trên đây thôi, còn cái đất đó là vẫn phải trả tiền. Đó. Nó trả tiền trả theo cái giá trị căn nhà của mình, nhà càng cao thì càng càng nhiều tiền ấy, mua cái nhà đấy càng nhiều tiền thì cái tiền thuế càng cao. Đó. Rồi trong cái nhà của mình á, là nó tiền đất nó tính tiền cống rãnh rồi cái tiền nọ tiền kia rồi đủ các thứ. Đó. Rồi tiền tiền thuê cái thùng rác. Đó. Tiền đổ rác. Tiền thuê thùng rác. Đó. Tiền này tiền kia nó tính hết vào trong cái tiền thuế đó. Rồi tiền nước á, nước thì dùng thì cái tiền tiền nước thì ít, nhưng mà cái tiền tiền gì, tiền phục vụ nhiều, tiền nước thì mấy chục hay 100 thôi, nhưng mà cái tiền phục vụ nó mấy trăm mà. Tiền có nghĩa là người ta phục vụ cho cống rãnh này kia các thứ đó. Người Việt sang các nước ngoài chủ yếu là học sinh đi du học là chính. Đúng rồi, học sinh thì nó cũng muốn tìm cái tương lai cho nó, nên là sang bên này nó vừa kiếm tiền rồi nó... Ở Việt Nam phí vệ sinh chỉ mất 200 ngàn một năm, đồng Việt Nam rẻ bèo. Thì đó, mà tại sao, lý do gì mà Việt Nam không được, không có trợ cấp như bên này? Cái thứ nhất là người dân không có đóng thuế như bên này. Cái thứ hai nữa, ở bên này mà không được ăn trợ cấp như ở Việt Nam á thì bốc cứt mà ăn. Lý do tại sao ở Việt Nam á,
mình tự trồng rau rồi mình tự nuôi nuôi này nuôi kia, mình có thể mình buôn bán, mình tự làm ăn được. Ví dụ như là mình biết làm bánh, mình làm bánh mình đẻ ra cửa kia thôi cũng có người đến người ta mua rồi, đúng không? Làm ăn rất là dễ, chỉ trừ khi mình không không có cái đầu óc làm ăn và không muốn làm thôi. Mấy mình lười, cái kiểu người Việt Nam là thích kiếm một phát nhiều tiền chứ chứ không muốn kiếm tiền lẻ, hiểu không? Còn bên này á không có trợ cấp ăn á thì đói móc mõm à, ở đâu có ao có hồ đi ra mà mò cái tôm mò cua mà bán mà ăn đâu đó. Mà nuôi chó nuôi mèo còn phải đăng ký nữa, nó mà biết mình nuôi chó mình không đăng ký nó phạt cho. Nên mình nuôi cái con nhỏ nhỏ thì mình cũng mình nuôi trộm thôi. Nuôi gà cũng phải có cái số lượng, mình không được nuôi được một con gà trống bao nhiêu con gà mái, chứ không phải là mình thích nuôi bao nhiêu nuôi đâu. Không như ở Việt Nam, Việt Nam tại cuộc sống người ta nghèo cho nên là chính phủ người ta cũng nương cho, chứ không nó dùng cái luật như ở bên này ấy, thì mới đói móc mõm. Mà Việt Nam chỉ trợ cấp người cao tuổi thôi và được bảo hiểm 100% miễn phí đó, thì cũng cái lợi thôi. Các ông các bà đi lúc trẻ chẳng đóng đồng thuế con mẹ nào, xong rồi lúc già rồi cứ đòi cái này đòi cái kia, muốn được như ở trợ cấp như bên này thì tất cả mọi người đi làm phải đóng thuế đi đó. Cứ khoe sang đây là được chính phủ nó nuôi từ đầu đến đuôi, nghèo bỏ mẹ ăn được, khoe làm gì? Khoe là mình sang đây mình làm ông này bà kia, ông chủ này ông chủ nọ thì mới khoe chứ, khoe được ăn trợ cấp rồi khoe làm còn mẹ gì. Khoe cái đấy là tại mình nghèo mình mới mới ăn trợ cấp thôi, chứ nữa bây giờ nó không như thời xưa. Nếu thời xưa không có việc là cứ ra xin trợ cấp nó cho luôn. Cái thời đó không có nhiều người, người mình không có nhiều người mưu mô, không có nhiều chiêu trò. Bây giờ nó biết tổng tông tông các bà ông các bà có nhiều chiêu trò rồi. Ngày xưa hay lắm, vui lắm, mình mới qua đây á, người Việt Nam rất là đoàn kết, có cái chiêu gì cũng 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 cho nhau biết để dạy nhau, chứ không như bây giờ đâu. Vui lắm. Cái thời mình qua thì nó ít người Việt, rồi nó những cái việc làm này kia, không có việc làm là nó cho mình ăn trợ cấp à, ăn mệt nghỉ, chả có hỏi han, chẳng có form viết, chẳng có phải điền đơn, chẳng có phải xin cái gì hết, cứ lên trên đấy nói tôi không có việc thế nào, tiền nó cứ về đều đều. Chứ còn bây giờ hả, hai vợ chồng chồng đi làm mà lương mà cao một tí nó cắt bà nó vợ cũng không được ăn luôn đó. Đâu phải đơn giản đâu, đừng có khoe khoe cái gì nó hay, khoe sang đây đã là nghèo rồi, sang đây là một cái đất nước sung sướng rồi mà còn nghèo nữa, khoe nắm mẹ gì. Nó khoe và tôi sang đây từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ tôi ăn trợ cấp một đồng nào, tôi làm ông chủ này chủ kia, ok cái đấy khoe là đúng, khoe sang đây được ăn trợ cấp thì khoe lắm còn mẹ gì. Ăn bám người khác nhưng rất tự hào, đúng rồi. Người cao tuổi ở Việt Nam đi xe khách không phải trả tiền, ở bên này vẫn phải trả tiền, nó giảm giá cho tôi. Thực ra người người Á mình, người Việt Nam mình sang đây nhờ vào những cái người ngày xưa người ta ở đây người ta làm, người ta đóng thuế rồi, người ta có chính sách đấy thì nó cho mình thôi. Chứ tốt đẹp hãnh diện cái con mẹ gì mà khoe. Đó. Sang đây đáng lẽ là phải cái người nào cũng phải giàu thì cũng khoe, còn đã gọi là có trợ cấp để phải ăn trợ cấp thì nó cũng nghèo cũng mốc mõm ra rồi, có cái gì mà hãnh diện đâu mà khoe, giấu còn không được rồi còn khoe ra nữa. Xe khách nào bác, giờ toàn xe tư nhân. Bây giờ ok rồi, người Việt Nam mình, tại sao mình nói người Việt Nam mình bây giờ làm ăn dễ,
Tại Việt Nam bây giờ người nào cũng có tiền, đại khái nào không phải là ai cũng giàu, nhưng đại khái cái số người ta có tiền, người ta ra ngoài đường, người ta ăn uống rồi người ta này kia các thứ rất là nhiều. Thì mình tìm ra cách, mình suy nghĩ ra cách để mình làm ăn buôn bán, làm cái gì nó cũng phải từ cái nhỏ nó mới lên được cái lớn chứ. Đúng không? Việt Nam rất là dễ làm ăn, chả cần phải 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 cái gì cả, mình có mình mua được cái bàn hay cái ghế, xong mình biết làm một cái gì ấy, mình bỏ ra mình bán, rồi mình biết cách làm sao để làm cho mỗi ngày nó ngon hơn lên, rồi nó hay hơn. Bây giờ ai cũng thích chụp hình chụp ảnh ấy, mình làm cái gì cho nó hay hay lạ lạ đời, làm sao mà không làm được. Thôi mình nói thật đó, cho dù nhiều người cứ bảo ở mày mà ở Việt Nam thì mày chết rồi này kia các thứ, mình nghèo mày đói, cái con người ấy, người ta biết suy nghĩ thông minh ấy, ở đâu cũng thế, cái cuộc sống người ta ở đâu người ta cũng không chết được. Giờ nào ngày xưa ở Việt Nam mình nhớ mình với con bé bạn mình đi buôn ốc, à đi bán ốc, hai đứa rủ nhau ở nhà không làm gì mà bọn chưa đi mua ốc về xong rồi bán cho mấy người hàng xóm ấy. Cái thời gian đấy khổ cực lắm chứ đâu có như thời bây giờ đâu, đúng không? Bây giờ ai cũng có tiền lẻ trong túi, chứ còn ở bên cái thời mình ở Việt Nam ấy khổ bỏ cha nữa. Xong rồi hai đứa mới rủ nhau đi mua mớ ốc về, xong rồi luộc lên xong ngồi cũng bán ở trong nhà ấy. Nó bán được mấy đĩa thôi, xong rồi mỗi thằng chia nhau một nửa rồi mang về khéo ăn. Việt Nam vui lắm, nghĩ cũng buồn cười. Xem buýt công cộng người cao, xe buýt công cộng người cao tuổi từ 60 tuổi đi không mất tiền. Ở bên này được giảm giá thôi. Ok vậy đây nha các bạn. À, nói chuyện đây thôi. Giờ gì? Đến chào vui vẻ. À, ít nữa mình về Việt Nam có các bạn nào mời mình đi uống trà đá không? Đó. Ơi. Quay lại. Ok, bye bye mọi người. Đi ra thằng con mình nhớ gì. Ok, bye bye.